Còn bây giờ thì sao đây? Hey, Alo? Là mình, kẻ thần đấy. Oh, hey. Có vấn ổn chứ? Thế cậu đã biến đi đâu vào tối qua? Yeah. Mình vẫn ổn, no, không sao I'm cả. Good. Là I'm Mia. Good. Mia, chắc là cô bạn gái vừa rồi đấy các bạn ạ. She's not dead. Cô ấy vẫn chưa chết và còn sống. She's back. Cô ấy đã quay về. What? How? What happened? I don't know. Look. Cô ấy quay về bằng cách nào đó. I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe là một trò đùa. Cô ấy muốn mình đến đón cô ấy. Where is she? Wait, what? Dolby. Dolby, Louisiana. Chúng ta sẽ đi đón bạn gái, cô bạn gái mà trong bức video chúng ta vừa xem các bạn ạ. I have to find out what happened. Tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Ui, dũng cảm đấy nhỉ. Mặc dù đã xem video xong mà anh ta cũng lao thẳng đến vị trí của cô gái rồi. Dữ dội nha. Chúng ta đang ở trong một chiếc xe hạng sang các bạn ạ. Nội thất gỗ luôn, kinh ngờ. Nhà giàu đấy. Ra nào, ra. Đây rồi, Resident Evil 7 gameplay. Nhưng sao mấy cây cối nhìn trông nó tẩm tẩm thế nào ấy nhỉ? Nhìn nó bị lật lật mà mờ sao? Mặc dù mới chỉnh setting có thể nói là ngon nhất rồi mà nhỉ? Vậy là sao trời? Mọi thứ đều là rất cao rồi. Thế nào nhỉ? Mà sao chỗ này nó lại hoang hoang vắng kiểu quái thế? What the heck? Đây rồi, đây chính là ngôi nhà có thể nói là cực kỳ nguy hiểm mà chúng ta sẽ khám phá trong tựa game Resident Evil này. Đấy, cái gì đấy? Bản đồ à? Đây có cầm đường xuống nữa cả. Đây, có lẽ chúng ta vào cái cổng rồi các bạn ạ. Tòa nhà to và hình dáng nhỉ. Cái gì kìa? Cái gì sáng sáng kìa? Nhìn thấy biết có vấn đề. Cái gì đấy? Cái gì vào cạch một cái đấy? Cái gì đấy? Chưa bước vào trong nhà chúng ta thấy vấn đề đúng rồi. Thế thì tại sao chúng ta nhận ra vấn đề chúng ta lại phải vào cái nhà ấy nhỉ? Thật là vớ vẩn. Những tựa game kinh dị thật rất kỳ quặc. Cũng như những bộ phim kinh dị nữa. Tại sao chúng ta thấy có vấn đề mà chúng ta lại phải chui vào trong đó trong khi chúng ta hoàn toàn có thể đi ra đúng không nào? Cái gì đấy? Một tờ tạp chí à? Jonas tham gia cùng chúng tôi. What? Cái gì đấy? Dây điện các bạn ơi. Hay là cái ống nhỉ? Và có cái gì lấy được không nhỉ? Mình chơi game Battle Royale quen rồi cho nên cái gì mình cũng muốn lấy cả. Trong game này liệu chúng ta có máy quay như trong Outlast không nhỉ? Cái này thì rõ ràng là một cái giá đỡ của một cái máy quay này. Đúng rồi. Thế thì máy quay đâu? Accept her gift. Hãy nhận lấy món quà của cô ấy. Chui vào đây á. Chắc chắn là không rồi đúng không nào? Cái cổng sạch sẽ như kia chúng ta còn chả vào. Tội gì chui vào cái chỗ đầy rủi bọ. Rủi bọ nó bay bao ve đấy đúng không nào? Thì được rồi. Mình đã cho các bạn thấy một đoạn gameplay có thể nói là cực kỳ hấp dẫn của tựa game Resident Evil 7. Các bạn có thể tải tựa game này về để chơi ngay bây giờ rồi nhá. Đây là một tựa game rất là hay, rất là đáng để trải nghiệm. Thì chúc các bạn đã thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Còn bây giờ thì mình phải chạy ra xe đây. Vãi lúa thật. Sao mình lại vào cái chỗ này nhỉ? Lớn rồi, muốn đi đâu tự gọi Uber Grab mà đi chứ. Mắc mớ game người ta đến đón. The fuck? Sao lại mở cửa xe đấy? Okay.